Tôi xin giới thiệu các bạn, đây là cái máy ủ sữa chua 500 cốc. Mỗi cốc là 100 ml. Kết cấu với khung nhôm bằng alu composite và sốt ở giữa để giữ nhiệt, có hệ thống điều khiển nhiệt độ và hệ thống hẹn giờ. Đây là hai hệ thống đèn báo đấy chứng. Đây thông qua để kéo hay là kéo vào. Cảm biến nhiệt. Máy cao khoảng hơn 1 mét, tủ này được 500 cốc. Nếu như mà các bạn có nhu cầu đặt tủ nhỏ hơn và lớn hơn thì bên mình cũng sản xuất sữa chua này. Bây giờ mình sẽ cắm điện, các bạn xem. Nguồn tất cả những